Xin chào các bạn, trong trại với Jeremy thì mình là bạn trong Việt Nam và đã đến với tựa game Attack on Titan Freedom Away nha các bạn. Thì đây chỉ là một bản demo của tựa game này thôi. Thì hôm nay mình sẽ thử trải nghiệm tựa game này và để coi tựa game này có gì hay hấp dẫn người chơi. Chỉ khi bản demo mà nó lên tận 4.000 người chơi nha các bạn. Thì hiện tại mình đang chơi là đang có 4.000 người chơi thôi. Ok, thì nếu các bạn thích này cũng lại chụp like và xem subscribe. Ok, dừng vậy thôi. Thì hôm nay mình đang chơi thì mình có chơi cùng người bạn, đó chính là bạn Cây Ô Trầm đang chơi thế nào, bạn Cây Ô Trầm. Thì giờ mình sẽ thử đi chạy tựa game này nha. Thì đầu tiên các bạn muốn chạy nhanh thì các bạn phải bấm cái chữ đắp gọi là hai lần chữ quy các bạn. Đó thấy chưa? Các bạn thấy không? Mới giờ thấy cái đồ quả cái này gọi là cái đồ quả là thấy ngon đúng không? Quả ngon, đồ quả là quả đỉnh cao rồi muốn gì nữa đúng không? Nhưng mà tại do máy mình nó không được pro thì mình mới mặc đồ quả có gọi là phân nửa đồ quả thôi. Mà các bạn thấy thử mặc cho các bạn coi mát đồ quả như thế nào nha. Đó, thấy chưa? Ui mát đồ quả nó ngon cực kỳ luôn. Ok thì bị mát đồ quả luôn. Bây giờ mình sẽ thì nói chung game này á là hiện tại mới bản demo cho nên là người ta chủ yếu là cho mình đi giết Titan rồi trải nghiệm vũ khí chém nghe tiếng như nào thôi. Các bạn nha. Tại do máy mình nó lag trên đồ quả mình bật mát nó hơi lag xíu. Và giảm xíu cho các bạn coi mượt xíu ha. Ui 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 ui. Ui, đó các bạn thấy chưa? Đang nói con Titan lại nó quất con bác đi luôn. Rồi đợi xíu nha. Bây giờ mình sẽ nói về đầu tiên đi là các bạn sẽ bấm ui chết nha. Đấy, Titan này. Thì muốn chơi cái này các bạn phải đầu tiên bấm cái nút số 1 đó. Bây giờ số 1 là đây gọi là lấy cái chuôi kiếm đó các bạn, cái đồ đi cầm kiếm đó. Rồi bấm số chữ R đó, chữ R để móc kiếm nè. Đấy, các bạn giật móc kiếm ra cầm kiếm chấp chơi liền luôn. Rồi các bạn bấm cái này là cái mũi tên này, cái phương hướng nào các bạn bấm này chữ vô này xong bấm chữ quỳ đó. Bây giờ lướt ngon lành cành đào đấy, cái này gọi là đu dây các bạn, bấm chữ quỳ đu dây đó, hoặc là chữ nghe cũng được đó. Yeah. Rồi thì game này chủ yếu là dùng để gọi là giết Titan nha. Bây giờ mình sẽ giết Titan cho các bạn coi nè. Cái đấy nha. Thì điểm yếu Titan trong phim đó chính là ngay sau thì game này cũng giống vậy thôi, khi giết con Titan các bạn chém ngay sau thì nó sẽ đi đời nha. Bây giờ mình sẽ giết lại coi nè, mà các bạn chém đầu nó là chết nha. Bây giờ mình sẽ giết nè, đây một phát ấy nó đó biết ngay mà các bạn mà chém cái kiểu không cẩn thận là coi như cắn các bạn là các bạn đi luôn á nha. Không ngờ cái con này đi ăn nhìn nó kinh vãi, trời chết mình luôn. Đông đóng rồi. Ok, từ từ không sao. Các bạn mà muốn đây các bạn thấy không? Bỏ lưỡi kiếm nè, các bạn muốn bấm số 1 kìa. Rồi bấm chữ R để kia kiếm. Rồi. Và bấm R để bỏ lưỡi kiếm ra. Nếu hết lưỡi kiếm lại cái chỗ này nè, lấy lưỡi kiếm là hết ra để cho ra. Chữ ra để các bạn bấm chữ R để các bạn coi nha. Đây, bấm ra, bấm này lấy ra. Rồi xong. Thì mình sẽ thử giết con Titan để các bạn coi nha. Rồi con Titan này làm gì rồi. Ui ui ui. Ui. Hết đơ luôn nè. Ui các bạn đi chắc không? Ui cái dáng này nó gọi là nó chất trên từng hạt gạo luôn rồi. Nhìn mà chưa nha. Ui một phát. Ui một chết rồi. Cái ngu mày lỡ chém chiếc mặt đó. Cái sao? Rồi chẳng chết rồi. Ngu bỏ ra. Rồi đi luôn. Nói chung là thôi kệ đi. Để sao mà chém đi. Hay là cũng sao off nó đi. Chém cái này là chết. Thì game này gọi là các bạn vô nó có nhiều map, có ba ống map gì đó mà nhớ nên tại mắt thường thì chạy cho đu dây gì nè, chưa? Rồi các bạn có thể đổi cho người chọn cái nhân vật gì đó. Rồi, mình chọn nha. Đây, để giết này nha. Bạn không chậm thì cái chậm thì giết nè. Đây, để giải cứu. Ui 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 ui. Hồi nãy trước khi mình gọi là review game mình chém mấy con Titan thì mình chém quá là chết nè. Chứ giờ mình nhớ là trước khi mình review game luôn là mấy con Titan mình chém nó nằm nóng luôn á. Rồi đi. Cái cây ta chẳng bò kìa. Ok bò. Này thì bò, này thì bò. Ui nó bơi luôn kìa. Hay đuổi đồng bọn lại đi nha. Ui mấy con tay tần này. Rồi chém chém mấy con tay tần đi. Rồi nó máu rồi. Kệ chứ. Nó bò làm gì trời. Nó đứng rồi, nó đứng rồi. Ê chết. Đây coi, đây đó. Nếu không sự mình nên chém mấy ót thì nó nằm. Ui nấu tiêu rồi. Thôi kệ đi không quan tâm lắm. Quy định nhất á. Giờ mình đi các bạn thấy không? Mình thấy thích nhất là cái phần đu dây như này các bạn. Đu dây rất là mượt mà luôn. Đấy, đu dây à. Mình nói là lát xíu được chỉnh người bạn nhã mình cho đu dây cho phần mình coi xíu. Này, đó, đu dây này. Đó, đu dây rồi. Rồi bạn thấy chưa? Quá chắc luôn, chắc là cái chất như đứt chất luôn.
tìm con Titan, gán dí được con trong video này nhé. Ok, thấy không? À, ôi mấy con Titan này bay trên trời dưới đất gì bây giờ? Là đứng đi làm gì vậy? Đứng đây là gì vậy? Rồi, nó xuống rồi. Ngon đây. Để mình canh rồi, cái này để cho nó quay. Ui, đó, mù mắt liền các bạn. Nói chung là các bạn mà chém cái kiểu các bạn chém cái mắt đó, nó sẽ bị mù rồi các bạn. Năm giây nó kia nè. Đây nè. Ôi, sắp chết. Rồi, chết rồi. No. Rồi, xong nó chết. Ui, mình bị kẹt nữa rồi. Thì nói chung các bạn game này nó rồi ổn cái là khi mà các bạn chém á, thì lâu lâu các bạn gọi là bị kẹt trong người nó luôn. Thì các bạn phải đợi cho nó gọi là có dài thời gian gọi là hồi sinh lại các bạn mới báo cho chứ không các bạn nằm đây luôn nha. Cái này cũng ghê á. Thấy không? Nó chết ngửi điên thui than vậy. Rồi, không bốc hơi. Nó tan biến liền giống trong phim Kim Điểm Mới Xưa như vậy. Ok. Ui, phong trần kỳ, nãy giờ không để cho Ben giết gì hết trơn. Chi giết hết trơn. Kỳ thật sự. Chờ cho tôi giết ơi, giết con này hoài. Ok thôi, đi theo tôi nè. Đi theo tôi. Ok, đi. Ui, có người tiếc nè, Halloween sắp đến. Nhầm, Halloween gì tầm này. Cái này là Noel với Halloween gì. Nhấn sinh. Ok, đi. Ok, để xíu nha. Đi tìm. Hai người bạn cùng đi tìm Titan giết. Ơi đi hay. Rồi lên, đúng dây. Bay qua đây. Chồng bay qua với em. Cái này là các bạn thấy các bạn bấm chữ Wii đu bên trái rồi bấm che đu bên phải nha. Nói chung bấm thôi, Wii nghe để đu bên trái phải. Rồi ok, bắt đầu nè. No, bây giờ nè. Ui, ghê. Một khí là chết luôn. Tôi chưa kịp chém nữa không chồng. Rồi gắt. Tôi chưa kịp chém nữa, lúc nhắn giết chết luôn các bạn. Ok đi, đợi mình đi tìm. Đi. Chúng ta tìm mấy con này coi còn không? Dẫn đường đi tìm cây tầm. Rồi còn da nha, ui còn 8 thằng da, thằng 7 da đủ sợ. Ê, từ từ, con này chưa, đừng có giết. Ok, để mình đặt. Lỡ kiếm, một thiệt nha, đó biết ngay mà. Mấy con này nhầm nhầm, ui, cứu không kịp nữa. Nhưng mình giết mà cứu không kịp. Ok, còn, lại giết nữa. Đây, từ. No. Mày lát cái nhà tạm mình chỉnh đồ ạ. Mày đi đắp rồi. Từ. Ba con. Một con. Hai con. Ui, thấy không? Mà chém đuôi mắt luôn. Rồi, vô đâu. Ui, no. Ây, cứu không chẳng, cứu. Để rồi, cứu. Kiểu chết tôi rồi. Rồi luôn. Ăn hành luôn rồi. Bây giờ bấm nổ xả bàn phím nha. Để rồi, dễ thoát. Rồi, nằm đi khỏi lắm nữa đâu. Thì ba con tay tình nó lớn chứ rồi gì mình cứ nãy nữa. Chơi biết người chơi sao được. Giải chắc luôn. Nhưng mà này chơi đủ tơ. Ok. Rồi, chạy nó đi. Thì chi. Lại. Nãy thằng nào mình chạm. Thì chơi kỹ, chơi 3-1. Ui các bạn thấy không, cái dáng tướng này chạy giống như của ninja vô trong Hero Line. Ui, chém đôi mắt nữa không? Rồi, được á. Ui, chính nhà nãy mình vô rồi, thấy con chồng chém không chết. Bây giờ con chồng chém chết nó luôn. Còn con nè. Đi con này xong chắc kết thúc video ha.
không, từ từ cái chữ này nhé. Rồi, ghi công dạng cái video. Rồi, xong, chết. Xong. Ok, đến đoạn video hôm nay mình là chơi cái tựa game Attack on Titan Rhythm Away nha các bạn. Thì nói chung tựa game này mới bản demo thôi, nhưng mình đánh giá là tựa game này là không nói chơi, gọi là rất đồ họa. Đầu tiên là về đồ họa đi, mình thấy đồ họa là tựa game rất là hay luôn. Có nói chơi đu dây, đặc biệt là mình thích đu dây với chém vô cổ các bạn, hiệu ứng cực kỳ chất chơi luôn. Nãy các bạn thấy không, quá chất luôn. Nói chung là game này mình đánh giá là đánh giá cao về game này đó các bạn. Thì mình mong cái tựa game này sẽ ra các bạn chính thức và mình sẽ thử review cho các bạn xem nha. Thì cảm ơn các bạn đã xem video, chúc bạn ngày mới vẻ. Bye, see you again. Nhớ like, subscribe channel mình nha. Ôi, game này quá hay rồi.